Rồi, xin chào các bạn nhé. Mỗi ngày một công trình thì như trước mặt các bạn đây là nhà vườn một tầng mái Nhật của chùa Hải tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Với cái công trình một tầng mái Nhật này, bên công ty cổ phần Virus cũng đã tư vấn và thi công cho chú là hệ hai lớp kèo mè lợp ngói các bạn ạ. Đó, và cái ngói sử dụng công trình là ngói đất nung trắng men. Và Virus cũng đã được chú tin tưởng và giao cho là cái hợp đồng chọn gói cung cấp toàn bộ khung kèo mái ngói và ngói các bạn nhé. Đó, và cái ngói này thì chú đã chọn cho công trình nhà mình là cái ngói dạng sóng trắng men và mang thương hiệu Bright các bạn nhé. Và cái phân khúc này chú đã chọn để lợp cho công trình là cái phân khúc hàng cao cấp các bạn ạ, gọi là Bright Hera. Và cái công trình này thì bên mình cũng đã triển khai được 5 ngày các bạn nhé, với cái diện tích nghiệm thu dự kiến là 205 m². Và sau đây mình cũng sẽ chia sẻ một hình ảnh cũng như cái cấu trúc của cái căn nhà vườn một tầng mái Nhật của chú Hải tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa này như nào. Rồi, mời các bạn theo dõi video nhé. Việt Rút, mái đẹp từ tâm, hotline 0918 433 558. Rồi, xin chào các bạn nha. Hiện tại trước mặt màn hình của các bạn là cái công trình một nhà vườn một tầng mái Nhật của chú Hải tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thì như các bạn thấy là cái công trình này thì nằm cách cái cầu Nguyệt Viên là 4 km các bạn ạ. Đây, đây là sông sông Nguyệt Viên các bạn nhé. Đấy, thì cái công Nguyệt Viên này thì đi bên từ cầu Nguyệt Viên vào cách đây 6 km các bạn ạ. Đấy, và nhìn hình ảnh trên cao thì các bạn thấy cũng thế, có thể thấy là cái công trình so nhìn với cầu Nguyệt Viên sẽ nhìn thấy trên cao các bạn nhé. Thì cái công trình này thì bên mình cũng đã thi công được 5 ngày, như các bạn thấy là bên mình cũng đã triển khai được xong cái phần hạng mục mái ngói chính cắt hết rồi, và hiện tại bây giờ sẽ tiến hành những cái công đoạn sau là những cái công đoạn mà hoàn thiện những cái đường ngói lóc đấy các bạn ạ. Đấy, cái công trình này thì như các bạn thấy là cái ngói đây là ngói đất nung trắng men mang thương hiệu Bright các bạn nhé. Đấy, cái vỏ Bright này, vỏ Bright thì là cái phân khúc của Bright Hera, thì nó là cái phân khúc màu hồng đấy các bạn này. Đó, với cái công trình này thì như các bạn thấy là đây là cái công trình nhà vườn. Đây, chú cũng đang triển khai cái hạng mục sân vườn. Đây, như các bạn thấy nát sân và toàn bộ hệ thống cây. Đấy, thì cái công trình này thì đất rồng vườn rất là rộng các bạn ạ. Đấy, cái vườn này thì cũng dự kiến khoảng độ tầm 150 m². Thì cái nhà này đây các bạn. Đấy, cái khuôn viên đây là cái hạng mục cổng các bạn nhé. Đấy. Đó, thì cái công trình này như các bạn nhìn thấy là bên mình cũng đang triển khai thi công hạng mục tiếp theo. Với cái công trình này thì như cái công trình này thì có một cái mái chính và một mái phụ đằng, một mái phụ bên hông trái này các bạn này. À, hai tổ chim và một mái sảnh rất cấp các bạn ạ. Đấy. Thì cái công trình này thì bên mình cũng đã tư vấn và thi công cho chú là độ dốc là 32 độ các bạn nhé. Đấy, vừa khít và vừa đẹp và nhìn nó tương đối với cái nòng nhà, và cái chiều cao mái nó hợp lý mà nó không chiều cao mái nó không cao quá mà thấp quá các bạn ạ. Đấy, những cái công trình này thì ngói đất nung trắng men và chú đã chọn cái màu xanh than các bạn nhé. Đấy, cái công trình là trước mặt đây như các bạn nhìn thấy là hai cái tổ chim này. Như cái hai tổ chim này thì có cái kích thước mái ngói là kích thước văng trên các bạn nhé. Đấy, cái chân chuồng chim nó chỉ là 1m x 1m2 thôi các bạn ạ. Đấy, thì còn văng trên thì nó là 1m4 x 1m8 các bạn ạ. Đấy, hai cái chuồng chim này thì nó có thiết kế cân so với mái sảnh và thiết kế bằng nhau các bạn nhé. Đấy, và hiện tại cái công trình này thì bên mình cũng đã thi công của chú là cái hệ khung kèo xong 100% rồi. Đấy, và hiện tại đã lợp những cái viên ngói nốt xong là bên mình sẽ hoàn thiện những cái đường ngói nóc. Đó, cái công trình này thì cái hệ thống phao chỉ như các bạn thấy là chú thiết kế rất là hợp lý. Và cái công trình này thì chú đổ bê tông các bạn nhé, đổ bê tông và xây thêm một hàng gạch và đắp thêm một cái chỉ. Đấy, như các bạn nhìn theo đấy. Đấy, đấy, hệ thống phao chỉ của cái công trình này đây. Đấy, các bạn nhìn theo. Và chuồng chim giữa nhà. Đấy, và chuồng chim phao chỉ, chuồng chim phao chỉ, phao chỉ chuồng chim và phao chỉ nhà rất là đồng nhất. Đấy, đều là thêm một cái hạng mục ngói máy phao diềm các bạn nhé.
Đấy. Thì đối với cái công trình này thì như chú thiết kế này rất là lý hợp lý và đẹp. Vì sau này là bên chú có thiết kế một cái và thi công vào một cái phào này các bạn này. Đấy, cái phào, cái lớp phào này. Đấy, cái phào và cái gờ chống tràn thì cái độ đua mái ngói nó sẽ che khuất đi cái phần một nửa cái phần phào bốn phân này các bạn nhé. Bốn phân này thì sau này chú nó sẽ hở được cái phần văng đua và cái trần này rất là hợp lý và nó không dày và nó cũng không mỏng quá các bạn ạ. Đó, đây đây cái phần máy phụ là máy phụ của cái máy bếp này các bạn này. Đấy, và ngói đất nung thì ngói này thì bên mình cũng đã để triển khai cái phần máy cổng này. Đó, bạn thấy không? Đấy, thì cái toàn bộ công trình này thì như bên mình nốt ngày hôm nay và ngày mai thì úp nốt những cái đường nóc và đường bỏ là sẽ bàn giao công trình. Đó, đây là hai cái tổ chim thì chú cũng đã lắp ô thoáng, lắp cái nan cái thanh nam các bạn nhé, thanh nam thoáng này, đấy, thanh nam hai cái cửa chim là thanh nam thoáng và không đắp là không đắp cửa các bạn, nam thoáng, nam nhôm nhé các bạn nhé, nam nhôm, đấy, đây cái nam nhôm của công trình là cái mặt tiền chim đây, đấy, thì cái phần này thì cái mái nó sẽ rất là thoáng các bạn ạ, đấy, nó không phải mở ra mở vào và nó sẽ thông thoáng các cái phần nhiệt độ trong tầng áp mái, đấy, các bạn nhìn thấy không, đấy. Đây là cái phào chỉ của cái công trình này nhé. Đấy, có xây thêm một hàng gạch và đua ra quay tai hai phân. Đấy, nhìn thấy không? Và cái công trình này thì như các bạn thấy. Đây. Chú có để cái khu tôm nước Ngộ Thiên. Khu cái tu tôm nước Ngộ Thiên về bên hông phải của cái công tòa nhà. Thì cái tu nước này thì chú thay đổi thiết kế là đánh ra là đằng sau các bạn ạ. Đấy, ra đằng sau. Nhưng mà chú bây giờ chú thay đổi là về cái bên hông bên phải của cái căn nhìn vào cái công trình. Thì bên mình cũng đã tư vấn cho chú là làm một cái hàng chân của cái tum nước, nhưng mà đây là chú sẽ không muốn làm như vậy nên là chú để cắt ngoãng một cái phần này. Thì có cái phần nếu mà để Lộ Thiên cái phần này thì nếu mà làm hàng chân ngói thì nó sẽ có ưu và nhược điểm, và cái phần này thì không làm hàng chân ngói cũng sẽ ưu và nhược điểm khác nhau các bạn nhé. Thì nếu với cái công trình của chú thì chú đã lựa chọn là không làm hàng chân ngói quý phân của phần tung nước Lộ Thiên. Bởi vì sao? Bởi vì chú không làm độ thăm thì sau này chú bắt cái thang lên đây thì chú vệ sinh hàng năm. Đó, vệ sinh hàng năm để lên cho nó dễ dàng một chút. Đó, thế còn nhược điểm của nó thì nhìn tự nhiên là cái phần này. Đấy, đang nộp hàng chân ngói tự nhiên ngắt quãng nên cái phần này bị khấc này các bạn. Đấy, phần này bị khấc lên một tí nên là nó sẽ nhìn khấc một đoạn. Đấy, một đoạn này cái này là 2m7 các bạn nhé. Đấy, thì mỗi công trình và mỗi sở thích của mỗi người thì là bên mình cũng đã tư vấn cho chú và làm thi công, và đây là quyết định của chú các bạn này. Đấy, thì nên các bạn cân đối là nếu mà để tung nước Lộ Thiên và có cái phần ô đăng lượng thì các bạn nên chọn quyết định và phương án là nộp hàng chân ngói hay không. Đấy là quyết định của mỗi gia chủ nhé các bạn nhé. Đấy, đây là các bác thân vườn là gấp rút này. Đây là cái thép sử dụng trình là cái thép vượt rút mà nhũ trắng các bạn nhé. Cái hệ này thì bên mình cũng đã làm hệ hai lớp, thì đây gồm những cái thanh C với cái thanh nitô thôi. Đấy, đây là cái hệ thống thép bên mình làm cái mái cổng này để hoàn thiện nốt các bạn nhé. Đấy, và ngói như các bạn biết là cái ngói đất này, ngói đất nung pray này các bạn này. Đấy, đây là ngói nóc các bạn nhé. Đấy, bên mình cũng sẽ vận chuyển lên ngói nóc để hoàn thiện nốt cái công đoạn cuối cùng và để hoàn giao cho chú. Cái ngói nóc pray là cái ngóc đây như mã là mã màu 109 các bạn này. Đấy, đấy, thì như cái công trình này thì bên mình cũng đã bóc tách ra cả cái diện tích máy cổng là 1,5 nhân 5,5m. Thì toàn bộ cái máy nóc này thì bên mình cả công trình này bên mình dự kiến là dùng 280 viên ngói nóc các bạn nhé. Thì 280 viên ngói nóc thì mỗi hộp này thì có 14 viên, thì bên mình cũng đã cấp đến 20 hộp các bạn ạ, 20 hộp nhé. Đây các bạn nhìn không, mỗi chồng là 2 hộp, thì các bạn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 hộp nhân 14 là 280 viên các bạn nhé. Đấy, thì còn cái phần ngói này là ngói mình sẽ dự trù để làm máy cổng giai đoạn 2. Đấy, thì sau khi hoàn thiện thì bên mình cũng sẽ quay video thì để các bạn theo dõi cái công trình này hoàn thiện 100% như nào nhé. Rồi các bạn sẽ chờ cái công trình hoàn thiện như nào. Đấy, cảm ơn bạn theo dõi video. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ nhanh về một số hình ảnh thi công căn nhà vườn một tầng mái Nhật của chú Hải tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Nếu các bạn mong muốn một đội mái ngói thi công chuyên nghiệp cho nhà mình thì các bạn hãy liên hệ hotline Việt Group 0918 433 558, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại nhân viên bên mình tư vấn cho các bạn và thi công cho các bạn một mái ngói tốt nhất và bàn giao cho các bạn mái ngói chất lượng nhất.
tốt nhất và đẹp thẩm mỹ nhất các bạn nhé. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào.